Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Anh chị vào tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay, mọi người nhớ để lại những cái lượt like, lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam. Nếu như không biết comment gì thì có thể thả những cái trái tim màu tím ở dưới một comment anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch cuối tuần ngày thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 2023. Thị trường của chúng ta thì có một cái phiên điều chỉnh test trở lại cân bằng với cái thanh khoản khá là thấp. Thị trường của chúng ta đóng cửa giảm 6.02 điểm tương đương với 0,51%, đóng cửa cái vùng 1.183.37 điểm với cái thanh khoản ở mức trung bình thấp anh chị nhé. Ở dưới trung bình 20 phiên 20.3 nghìn tỷ, số lượng mã xanh là 173 mã xanh. Chúng ta có 331 mã đỏ, cho thấy hầu hết các cái nhóm ngành trong ngày hôm nay đều có cái sự điều chỉnh. Thì sau cái phiên tăng mạnh ngày hôm qua 16 điểm thì hôm nay thị trường của chúng ta điều chỉnh 6 điểm thì Nam thấy nó vẫn là những cái sự vận động bình thường thôi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay để đưa ra các kịch bản, và chúng ta sẽ cái giai đoạn sắp tới sẽ là giai đoạn như thế nào mà Nam lại đặt một cái tiêu đề trong ngày hôm nay là giai đoạn đi săn cổ phiếu anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay. Nhìn về các cái nhóm ngành thì anh chị có thể thấy được rằng là chúng ta có nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay có VND tăng khá tốt, tuy nhiên đến cuối phiên thì nó cũng không đóng cửa cao nhất phiên được, chỉ còn 2,6% thôi. Các cổ phiếu khác thì cũng giữ được sắc xanh, tuy nhiên là cũng không xanh quá nhiều anh chị nhé. Chúng ta có cổ phiếu như họ nhà banh. Nhóm banh thì ngày hôm nay thì sau cái phiên tăng theo thị trường ngày hôm qua thì hôm nay nó cũng tích lũy trở lại. Và đây cũng là cái nhóm mà làm cho thị trường của chúng ta hôm nay cũng không tăng được nhiều anh chị nhé. Mà đỏ điểm là cũng đến từ nhóm banh khá là nhiều. Các cổ phiếu như STB này, BID này, rồi Vietcombank này, những cổ phiếu lấy đi của thị trường khá nhiều điểm số trong ngày hôm nay. SHB này, VPBank này. Rồi chúng ta còn nhóm thép là cái nhóm mà hôm qua cũng có cái sự hồi phục khá tốt theo thị trường. Tuy nhiên là đến ngày hôm nay thì nó cũng điều chỉnh trở lại. Nhưng mà cái vol, mọi người thấy là cái vol đang rất là thấp. Thì với cái vol này mà đang ở các cái vùng hỗ trợ ấy, thì Nam thấy là nó cũng khá là an toàn anh chị nhé. Thì mọi người có hàng, mọi người vẫn có thể tiếp tục nắm được. Nếu như nó có điều chỉnh ấy, thì nó cũng sẽ về đến các cái vùng hỗ trợ mà anh chị có thể mua được anh chị nhé. Nên là mọi người cứ bình tĩnh thôi, chưa có cái vấn đề gì. Nhóm dầu khí thì trong ngày hôm nay cũng cân bằng này. Hôm nay bất động sản thì chúng ta thấy là đất xanh vẫn tiếp tục tăng, có những thời điểm tăng hơn 5%. Nhưng mà cuối phiên thì đóng cửa mức 4% ở đóng cửa vùng giá 21, cũng test lại cái vùng đỉnh cũ mà Nam đánh giá là đây vẫn là cổ phiếu rất là mạnh và là cổ phiếu mà chúng ta đã bắt đáy trong cái nhịp thứ ba, đúng không? Thứ ba thì chúng ta có bắt lại các con như là đất xanh, Dick và Novaland thì hiện tại thì cũng đều đang có cái mức lợi nhuận tương đối là tốt và chúng ta sẽ chờ các cái điểm gia tăng thêm ấy chị nhá. Đất xanh thì hôm nay nó tăng như này thì thật sự là cũng hơi khó để có thể gia tăng được. Ở các cổ phiếu như Novaland nó đang điều chỉnh test trở lại thì chúng ta có thể chú ý nhé. Rồi đấy là các cái cổ phiếu nhóm bất động sản. Chúng ta có nhóm đầu tư công thì hôm nay có cái thông tin liên quan đến cổ phiếu VCG thì cũng đã chia sẻ với anh chị rồi, thông tin tốt ra mà nó đang gặp ở vùng đỉnh và gặp cái vùng kháng cự khá là cứng của cái dao găm quanh cái vùng giá 27.7 ấy, mà hôm nay anh chị đua vào thì đúng là cũng hơi bị gọi là FOMO quá anh chị ạ. Và đến chiều ngày hôm nay thì nó trả lại ngay, anh chị bị âm 2,2 điểm và sau 2,2%, và khả năng sau nhịp này nó còn có những cái cú nó rũ bỏ nữa cơ. Các cái cổ phiếu đầu tư công anh chị thấy được rằng là HHV, FCN, LCG rồi C4G nó đều có những cái nhịp giảm, nhịp rũ rồi. Nhưng mà con VCG nó vẫn đang giữ giá, nó vẫn đang giữ ở nền thì hoàn toàn có thể sau cái nhịp ngày hôm nay nó có thể nhá, có thể nó sẽ đi vào những cái nhịp rũ bỏ mà nó còn giảm nữa. Nên là chúng ta sẽ cần lưu ý, và cổ phiếu này giảm nó sẽ là cơ hội để cho anh chị mua. Cái vùng chiết khấu của nó anh chị nhá. Đấy, cái vùng chiết khấu của nó quanh cái vùng giá đâu đó khoảng tầm 24 ấy. Đấy, cái vùng đấy sẽ là cái vùng mua cực kỳ đẹp anh chị nhá. Thì lát nữa là sẽ phân tích kỹ hơn về các cổ phiếu đầu tư công. Ok, thì đấy là review cho anh chị về thị trường trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về cái thanh khoản anh chị thấy ngay, thanh khoản ngày hôm nay thì nó cao hơn mà ngày hôm qua vào buổi sáng. Nhưng mà đến buổi chiều khi thị trường có sự rung lắc và có cái áp lực tiền về, hàng về ấy, thì mọi người thấy được rằng là nó không bị bán ồ ra. Nó không bị bán ồ ạt ra, nhưng mà tiền nó cũng chưa vào. Thì nó cũng là một cái điều dễ hiểu thôi, khi mà chúng ta đang chuẩn bị bước vào những cái kỳ nghỉ lễ ấy, thì rất khó để chúng ta có thể kỳ vọng là những cái phiên mà khoảng tầm 25-30 nghìn tỷ nó cực kỳ khó. Tiền lớn nó sẽ chưa vào đâu anh chị. Bây giờ chủ yếu thị trường của chúng ta nó đi ngang, nó siết chặt cái biên độ, nó tích lũy lại là đẹp. Với góc nhìn của Nam là phiên ngày hôm nay là một cái phiên Nam đánh giá là bình thường anh chị nhá. Mọi người nhìn thấy giảm điểm, nhưng mà nói thật với anh chị là hôm nay trong zoom khách hàng của Nam thì các cái cổ phiếu chúng ta bắt đáy bây giờ, ví dụ như có đất xanh hôm nay vẫn tăng, tích cũng vẫn tăng, ngon thép thì nó chỉ giảm nhẹ thôi. Bán lẻ hôm nay chúng ta vẫn có lợi nhuận của FRT này, của MWG, đúng
đúng không ạ, là cái nhịp mà chúng ta bắt đáy vào phiên thứ hai và phiên thứ ba ấy, thì chúng ta đã vào được 50% hàng rồi, thì mọi người cứ yên tâm là những cái nhịp sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục đi săn cổ phiếu và săn các cái cổ phiếu siêu cổ để chúng ta đánh cho cái nhịp sóng sắp tới, và Nam cho rằng nó cũng sẽ sớm tới thôi anh chị nhé. Nhịp sóng sắp tới Nam nghĩ rằng nó cũng sẽ sớm tới trong thời gian tới. Có thể là cái nhịp trước lễ thì thị trường nó sẽ kiểu rung lắc, nhưng mà sau lễ thì mọi người sẽ thấy là cái dòng tiền và các cái thứ, cái xu hướng về thị trường nó sẽ rõ ràng hơn, và hoàn toàn thị trường của chúng ta có thể bước vào những cái nhịp tăng mới sau cái nhịp lễ anh chị nhá. Sớm thì là trước khi chúng ta nghỉ lễ, còn chậm thì sau lễ, thì Nam chắc chắn với chị là thị trường nó cũng sẽ rõ cái xu hướng hơn anh chị nhá. Thì hôm nay thì nước ngoài là một cái điểm trừ khi mà người ta bán dòng tới gần 1.000 tỷ, 849 tỷ, tập trung cổ phiếu CTG, MWG, HPG, VPBank và Đạm Phú Mỹ. Chiều ngược lại thì người ta mua dòng đất xanh và DGC anh chị nhá. Về tác động lên index thì anh chị thấy rồi, hôm nay là các cổ phiếu trụ lấy đi khá là nhiều điểm số. Chúng ta có VHM, Vietcombank, BID, CTG, VIX, HPG, đúng không ạ? Lấy đi khá là nhiều điểm số. Rồi chúng ta có DGC nữa, cũng là một cái cổ phiếu mà hôm nay là tác động tích cực, phải nói là tương đối mạnh anh chị nhé. Thì tối ngày hôm qua cũng chia sẻ cho anh chị là mình thật sự là cũng không thích cái cổ phiếu VIC, nó tăng, mở gap nó tăng lên, đúng không ạ? Khi mà nó chưa đủ cái động lực tăng, trong khi là các anh chị cứ nhìn thấy cái cổ phiếu VFS nó tăng là mọi người nhảy vào mua, thì Nam trao đổi với chị là không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ bị trả giá với những cái cách giao dịch như vậy anh chị nhá. Thì bây giờ một số các anh chị mua cái vùng giá của con VIC quanh cái vùng giá đâu đó khoảng tầm 7x ấy, thì bây giờ mọi người đã bắt đầu cảm thấy là sai rồi, đúng không ạ? Thì mọi người lưu ý nhá, chúng ta không nên mua bán theo một cái thông tin mà đến từ cái một cái cổ phiếu đến từ Nasdaq. Nói thật với anh chị là chúng ta chưa thể nào có thể đánh giá được rằng cái việc liệu rằng VFS nó niêm yết có thành công hay không, đúng không? Rất là khó, để đây chúng ta chỉ gọi là đánh đầu cơ thôi thì cũng được, nhưng mà cái nhịp này thì Nam nghĩ là mọi người cũng nói chung là cũng nên hạn chế tham gia, nó chưa có cái động lực tăng anh chị nhá. Rồi ok, thì đấy là những cái review nhanh cho anh chị về thị trường trong ngày hôm nay. Thì bây giờ Nam sẽ sang cái phần thứ hai là đánh giá và phân tích nhanh về thị trường và đưa ra các kịch bản trong các phiên giao dịch tiếp theo, rồi tìm ra các cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ đi săn trong thời gian tới trong cái video ngày hôm nay. Mọi người nhớ xem hết video nhé. Anh chị đang tham gia theo dõi, mọi người nhớ để lại những cái lượt like, lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam. Anh chị không biết comment gì thì nhớ thả những cái trái tim màu tím dưới một comment. Anh chị nhé, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị nào mà muốn trở thành khách hàng của Nam để chuẩn bị cùng nhau đi săn trong thời gian tới thì mọi người có thể là liên hệ với Nam để vào các cái Zoom khách hàng anh chị nhé. Nếu mà chưa có cái tài khoản VPS thì gửi căn cước công dân thì Nam sẽ nói các cái bạn trợ lý vào cuối tuần sẽ mở giúp cho các anh chị để tuần sau mọi người giao dịch cho nó chủ động. Anh chị nào mà đã có tài khoản rồi thì mọi người có thể chuyển ID về Nam quản lý nhé. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh chị đăng nhập vào app này, bấm vào cái avatar ở đây này, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn này, nhập cái mã ID là R808, giao họ tên là Nguyễn Ngọc Nam, đúng không? Rồi tích ba dấu tích này, rồi bấm xác nhận. Sau đó vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo cái số điện thoại trên góc phải màn hình đây. Thì Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị vào trong các cái Zoom VIP để chúng ta cùng nhau đồng hành và đầu tư anh chị nhé. Thì trước khi đánh giá thì mọi người sẽ nhìn nhanh một chút ở trong Zoom khách hàng của Nam thêm hôm nay chúng ta có cái gì nhé. Đến cuối phiên thì Nam trao đổi với anh chị là tiếp tục nắm giữ cái hàng bắt đáy 50% vào hôm thứ ba. Thì cái hàng bắt đáy thứ ba thì đây Nam sẽ gửi cho anh chị cái danh mục hiện tại Zoom đang nắm. Đây là cái danh mục mà Zoom đang nắm anh chị nhé. Các cổ phiếu chúng ta bắt đáy này, đây là các cổ phiếu mua cái nhịp trước. Thì HPG hiện tại vẫn đang kẹp anh chị nhé. HPG thì nhịp tới khi nó rũ xuống thì mình sẽ khuyến nghị mua thêm để cho anh chị sớm về bờ hơn. Cái con này thì vẫn đang kẹp này. Chúng ta có SSI thì mua nhịp trước cũng mua khá là cao. Tuy nhiên là hiện tại nó vẫn thể hiện sức mạnh tốt và thậm chí chúng ta còn đang có lời. Hôm trước chúng ta bắt FLT, MWG, VCI, rồi CTS, HSG, Nam Kim, Novaland, đất xanh và Đích thì anh chị thấy là đều có cái lợi nhuận rất là tốt. Thậm chí hôm nay đất xanh ấy, chúng ta còn thêm được 4% nữa anh chị nhé. Do vậy ấy, cho nên là mọi người cứ yên tâm và chờ các điểm gia tăng chúng ta mới tham gia được 50% thôi. Thì tuần sau sẽ là tuần chúng ta đi gia tăng thêm nhá. Ở thời điểm hiện tại mọi người đừng có sợ thị trường quá. Thời điểm hiện tại bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta đi gom hàng rồi. Đi gom hàng rồi để gom hàng để đánh cho nhịp sau, chứ không phải là để chúng ta sợ anh chị nhé. Đó, mọi người lưu ý. Đấy, thì anh chị nào muốn vào trong các cái Zoom để mọi người có được những cái pha bắt đáy cũng như là chuẩn bị đi săn trong thời gian tới thì nhớ trở thành khách hàng của Nam anh chị nhé. Chúng ta săn vào cái hôm thứ ba đây này. Hôm thứ ba anh chị thấy cả một lít đúng không? Thì tất nhiên là có cổ phiếu nó về đến điểm mua, có cổ phiếu không. Nhưng mà hầu hết là đều về đến điểm mua anh chị nhé. Đó, anh chị hình dung giúp Nam cái vấn đề đấy. Đó, mọi người sẽ có sự chủ động thì mọi người sẽ mua được ngay lập tức trong cái phiên ngày thứ ba. Anh chị thấy này, ngày thứ ba này, tuần này là một cái tuần mà chúng ta bắt đáy khá là thành công. Nhá. Sáng ngày thứ ba thì lúc ấy khoảng 11 giờ mọi người thấy là thị trường nó giảm rất là kinh. Nó về đến cái vùng 1150 thì Nam trao đổi với chị là thị trường đang đi theo hướng test đáy thấp nhất
ngày hôm trước là ngày hôm thứ hai là 1165 thì nó thủng thì nó sẽ về lại cái vùng 1150, thì đây nó sẽ là vùng mua. Đây không phải là vùng bán cả nhà nhé, là vùng mua không phải vùng bán, đúng không? Chúng ta đã nhắn cho anh chị rồi. Đấy thì đến buổi trưa Nam cập nhật cho anh chị lúc 12 giờ để mọi người cập nhật cả một list danh sách để mọi người gom vào cuối. Và phiên chiều thì chắc chắn là anh chị đã gom được rất nhiều. Hôm đấy trong Zoom thì Nam biết là mọi người mua rất nhiều anh chị nhé. Rồi chúng ta cứ chờ bình tĩnh. Chúng ta sẽ có cái nhịp mua số 2 vào tuần sau hoặc là khi mà thị trường nó cân bằng hoặc là nó điều chỉnh trở lại thì chúng ta sẽ mua anh chị nhé. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về thị trường. Thì đây là trên cái khung đồ thị chặt giờ, anh chị thấy được rằng là thị trường của chúng ta có một cái đáy ở cái vùng giá 1150, đúng không ạ? Sau đó test một cái nhịp và sau đó tiếp tục vượt được MA20 và hiện tại đang bẻ ngang ra rồi. Thì mọi người có nhớ là trong các cái phiên trước là Nam đã trao đổi với chị ấy, thị trường đẹp nhất ấy là nó sẽ cần đi lên này, test xuống là vượt qua MA20, đúng không nào? Sau đó test trở lại MA20 và bắt đầu tích lũy và đi lên, thì đây là cái đẹp nhất anh chị nhé. Thì khi đấy đường MA20 ấy nó sẽ bắt đầu là đoạn này là nó đang đi xuống, thì bây đoạn này là nó đang đi xuống anh chị nhé. Nó đang đi xuống thì bắt dần dần nó phải bẻ ngang ra và bắt đầu nó cong lên. Đấy thì khi đấy chúng ta mới có thể là có cái nhịp tăng. Thì đây là kịch bản tích cực nhất. Còn thêm một kịch bản nữa hoàn toàn có thể xảy ra, đấy là nó sẽ quay lại, nó test lại cái vùng 1150. Hoàn toàn có thể quay lại test đáy, đây là bình thường nhá. Nó test đáy vào đây một cái. Đấy, test đáy vào đây một cái thì khi đấy cái đường MACD ở đây chúng ta sẽ bẻ xuống và tạo thêm một cái đáy nữa và đi lên. Thì khi đấy chúng ta sẽ có hai đáy, hai đáy MACD và đi lên anh chị nhé. Thì dù đi theo kịch bản nào, một là nó tích lũy đi ngang siết chặt biên độ, hay là nó quay lại nó test đáy 1150 hoặc là test đáy cao hơn 1160 thì nó cũng sẽ tạo ra hai đáy MACD và khi đấy thị trường đi lên nó sẽ ok anh chị nhé. Thì đấy là các kịch bản mà Nam đang đánh giá ở thời điểm hiện tại bây giờ khá ổn, là nó đi theo kịch bản nào thì chúng ta cũng sẽ có các cái kế hoạch để giải ngân. Thế chị yên tâm nhé, tuần sau thì Nam sẽ lại gửi cho anh chị một list cổ phiếu để cho mọi người có thể lựa chọn và giải ngân thêm. Rồi, thì đấy là về thị trường. Còn một cái kịch bản nữa mà Nam trao đổi với anh chị là có thể mọi người đang nghĩ đến kịch bản mà nó thủng đáy cái vùng 1150 và đi xuống. Thì thật ra với anh chị là nó vẫn có kịch bản đấy. Thì nếu như nó kịch bản đấy ấy, thì thị trường của chúng ta nó sẽ test về cái vùng giao găm 129 ở đây này. Đấy, quanh cái vùng 1130. Nhưng mà thú thật với anh chị là Nam không đánh giá cao kịch bản này. Tại sao lại không đánh giá cao? Là bởi vì mình nhìn vào các cái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại và nhìn vào cái mặt thanh khoản khi thị trường nó điều chỉnh về cái vùng thứ nhất MA50, thứ nhất là cái giao găm 65, thì anh chị thấy là vol nó bắt đầu cạn kiệt, nó cho thấy là cái áp lực bán gần như là không có nhiều, đúng không ạ? Áp lực bán không có nhiều rồi, các cái sự chiết khấu của cổ phiếu gần như là nó cũng đã đủ rồi, mà các cái cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu leader như là VND rồi Đất Xanh hôm nay thì nó đều có các tín hiệu vượt đỉnh. Thì đấy là các cái tín hiệu, các cái dấu hiệu và các cái dữ liệu mà Nam thấy được rằng là để thị trường nó thủng, nó bục, nó hẳn về cái vùng 1130 là khó. Thật ra với anh chị là nó vẫn có khả năng, nhưng mà cái xác suất là thấp anh chị nhé, chứ không phải là mình loại bỏ cái kịch bản này, nhưng mà nó vẫn xác suất là thấp. Thì dù nó có về đến vùng này thì Nam trao đổi với anh chị ấy, về đây ấy, thì lại càng đẹp để cho các anh chị cầm tiền mọi người mua. Tức là về đây thì nó sẽ áp lực cho các anh chị cầm hàng, nhưng mà nếu anh chị cầm tiền ấy, thì về đây thì lại càng tốt để cho anh chị mua. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị thấy được rằng là cái vùng giao găm này là vùng hỗ trợ cực kỳ mạnh luôn. Và Nam khẳng định với anh chị về đây thị trường nó không thể thủng được, trừ khi là thị trường của chúng ta nó có các cái tín hiệu, các cái vấn đề về liên quan đến thiên nga đen, hay là các cái chính sách tiền tệ nó quay đầu thôi. Hiện tại chúng ta vẫn đang trong các cái chính sách tiền tệ nới lỏng, đúng không ạ? Vẫn từ thắt chặt sang nới lỏng một cách từ từ, thì không có lý nào thị trường của chúng ta nó có thể là thủng được cái vùng 1130 nhá. Thì nó có về đến đây thì anh chị hình dung là thứ nhất là đây là vùng hỗ trợ cứng, cái thứ hai nữa là anh chị thấy bắt đầu từ phiên ngày thứ tư là hai cái kiếm tê can và kizu nó tách ra rồi, thì nó thể hiện một cái áp lực giảm yếu, và giảm yếu mà thị trường nó còn cố gắng đạp về cái vùng này ấy, thì Nam trao đổi với anh chị là mọi người mua con nào cũng có ăn luôn nhá. Thì đấy là cái kịch bản mà Nam nghĩ là mình không mong muốn nó xảy ra, và với góc nhìn của Nam nhá, nó cũng là cái xác suất thấp đấy. Còn mình ấy thì mình cho rằng thị trường nó sẽ cân bằng ở cái vùng này nhá, nó không mất đi cái vùng 1170 thì nó sẽ cân bằng ở vùng này, sau đó nó sẽ có một cái phiên bùng nổ đi lên, gọi là người ta hay gọi với chị là bùng nổ theo đà ấy, nhưng mà thật ra thì đấy nó chỉ là một cái phiên xác nhận tạo đáy thôi chứ không phải bùng nổ theo đà anh chị nhé. Còn đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nó quay lại nó test cái vùng 1106x, có thể 1150, sau đó nó tạo hai đáy đi lên. Thì đây là hai kịch bản mà Nam đánh giá là xác suất nó như nhau 50% và nó có cái tỷ lệ xảy ra cao hơn so với kịch bản mà thủng về cái vùng 1130 anh chị nhé. Do vậy cho nên là đối với thời điểm hiện tại bây giờ ấy, để trao đổi với chị là Nam cũng không nghĩ nhiều đến cái việc bán đâu.
anh chị nhá. Trừ một số cổ phiếu nó đến cái vùng bán thì mình bán, ví dụ như VND hôm nay nó đến gần cái vùng target thì anh chị có thể là bán, sau đó mọi người mua lại khi thị trường nó rung lắc thôi. Bởi vì là cái dư địa của VND thì Nam đánh giá vẫn còn rất là nhiều anh chị nhá. Thì về thị trường thì trao đổi với anh chị là cái view nó sẽ là như vậy. Về chặt giờ hay là chặt ngày thì nó cũng đều như vậy anh chị nhá. Một là nó sẽ siết chặt biên độ, không mất đi cái vùng 1170, thì sau đấy nó sẽ có các cái phiên bùng nổ đi lên, tức là nó cứ phiên xanh phiên đỏ này, xanh này đỏ này, xanh này đỏ này, còn có khi thứ hai lại xanh, thứ ba lại đỏ, rồi thứ tư có khi là một phiên bùng nổ đi lên cũng nên anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ theo dõi các cái phiên đấy trong tuần sau, hoặc có thể là tuần sau nó sẽ chưa bùng nổ mà nó phải qua lễ anh chị nhé. Thì đấy là cái điều mà mình đang kỳ vọng ở thị trường. Còn nếu như mà nó có điều chỉnh test lại 1150 thậm chí là sâu hơn ấy, thì lúc ấy các anh chị cầm tiền mọi người lại càng có cái vùng giá tốt hơn để mua thôi. Chứ còn mọi người yên tâm là thị trường nó không thể nào nó sập về lại cái vùng 1100 hay là dưới 1100 được đâu. Thứ nhất là Nam đã chia sẻ với anh chị rồi, chúng ta có một cái kênh chung và dài hạn. Thì hiện tại thị trường xét về cái biên độ giao dịch ấy, biên độ điều chỉnh ấy, là nó tương đối đủ rồi. Tăng 200 điểm và điều đỉnh điều chỉnh 100 điểm nó chạm về cái kênh dài hạn này. Nam đã chia sẻ anh chị rất là nhiều lần, kể cả từ tuần trước rồi. Ngay cái phiên thứ 6 thì Nam đã trao đổi với chị đây nó sẽ là cái vùng mua cực kỳ đẹp. Và mình đã thực hiện đúng cái hành động đấy vào hôm thứ 3, chúng ta bắt đáy được rất là nhiều anh chị nhá. Thì ở cái vùng này thị trường nó có test lại cái kênh này 1160 1150, đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ là cơ hội. Còn cái vùng nó thủng về cái vùng 1130 ấy, thì Nam nghĩ là cái xác suất đấy nó thấp anh chị nhá, nó thấp. Thì nó có về đến đây thì mọi người cứ yên tâm mà nhặt thôi, vì hai kiếm bắt đầu từ thứ tư nhá. Thứ hai thì nó vẫn còn hợp, thứ hai thứ ba thì nó vẫn còn hợp ích này, nhưng mà bắt đầu từ thứ tư trở đi thì bắt đầu nó sẽ tách kiếm rồi. Thì do vậy cho nên là nó có đạt mạnh ấy thì các anh chị mua càng ngon, thì chúng ta đi săn cổ phiếu càng ngon anh chị nhá. Còn ở trong Zoom hiện tại đang cầm 50% rồi, thì đi theo kịch bản nào mọi người cũng sẽ có các cái điểm mua, nó đạt mọi người cũng mua được, mà nó tích lũy đi ngang thì Nam cũng sẽ khuyến nghị cho anh chị mua được nhá. Ok, thì đấy là cái view về thị trường, và mọi người đừng có quá hoảng sợ về thị trường mà Nam đã trao đổi với anh chị rồi. Những cái đầu ấy mà nó có chứa quá nhiều cái sự sợ hãi ấy, thì không bao giờ có những cái giấc mơ đẹp ở đâu anh chị nhá. Đấy, nói chung là nói vui thôi. Nhưng mà về đến cái vùng này rồi mà anh chị còn hoảng sợ mà bán khi thị trường nó đạp ấy, thì Nam trao đổi với chị là nhiều khi mọi người sẽ bán trúng cái đáy ngắn hạn nhá. Nhớ giúp Nam cái vấn đề đấy. Ok, thì đấy là về thị trường anh chị nhá. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị cần tìm một người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư để có thể đưa ra cho chị các cái view về thị trường cũng như là các cái nhóm cổ phiếu tốt nhất trên thị trường trong thời gian tới, thì mọi người có thể về với đội của Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS số đẹp. Thì cuối tuần các anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ có các cái bạn trợ lý để mở giúp cho các anh chị các cái tài khoản số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn nếu như mà anh chị chưa có tài khoản nhé, có tài khoản rồi, mọi người có thể chuyển ID về bằng cách đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar ở đây, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID là R808 ra họ tên là Nguyễn Ngọc Nam, tích vào ba dấu tích này, bấm xác nhận, sau đó vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo cái số điện thoại trên góc phải màn hình, thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị vào trong các Zoom VIP để chúng ta cùng nhau đồng hành vào đầu tư. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ thì Nam sẽ đi đánh giá nhanh về các cái cổ phiếu ở trong Zoom này anh chị nhá, các cổ phiếu hiện tại chúng ta đang nắm giữ và các cái điểm mua trong thời gian tới. Thì đây là cái video Nam tổng hợp nhanh về thị trường, cho nên là các cái câu hỏi của các anh chị về cổ phiếu thì Nam xin phép anh chị là Nam sẽ trả lời trong các cái buổi livestream sau anh chị nhé. Vào cuối tuần Nam sẽ có các cái buổi livestream, thì mọi người nhớ đón xem, có thể là tối thứ bảy hoặc là tối chủ nhật thì Nam sẽ sắp xếp có một buổi livestream để cùng trò chuyện cùng các anh chị sau. Còn trong cái video nội dung các cái video sau buổi live sau các cái giờ giao dịch ấy, thì Nam sẽ chỉ đánh giá về các cổ phiếu mà Zoom đang nắm giữ thôi anh chị nhé. Thì đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái cổ phiếu đất xanh. Đầu tiên là cổ phiếu cực kỳ nổi bật và chúng ta bắt được cái vùng giá 18. Thì hiện tại anh chị thấy được rằng là hôm sáng ngày hôm nay thì đã có lợi nhuận 12%, và đến bây giờ chúng ta đã có cái lợi nhuận đâu đó, Nam nhìn xem nào, đâu đó khoảng tầm 17% rồi anh chị nhá. Thì chúng ta thật ra mới vào được 50% thôi, thì các cái thời điểm mà nó cân bằng trở lại là những thời điểm chúng ta mua anh chị nhá. Hiện tại anh chị thấy là hôm nay là một cái trạng thái Nam đánh giá là khá ok, dòng tiền hai phiên đẩy vào. Đấy, anh chị thấy là đây là một phiên bán cực kỳ mạnh và nó đã đánh phủ nhận đi cây này. Nó cho thấy là tất cả những cái người bán ra ở đây bây giờ đã bắt quay đầu, bắt phải mua lại rồi anh chị nhá. Đấy, tức là cái ý nghĩa của nó là những cái ông mà bán ở đây ấy, bây giờ là tôi đánh phủ nhận luôn. Bây giờ các ông ngày mai ngày kia tôi rung lắc các ông phải mua lại, không tôi kéo tiếp. Đó, anh chị nhớ nhá. Anh chị nhìn là hai kiếm đang hợp bích này. Hai kiếm đang hợp bích này, đây là trạng thái breakout nhá. Thì nếu như mà nó tích lũy ở cái vùng này có thể nó hoàn toàn nó có thể chạy tiếp. Hai cái band anh chị thấy band trên mở ra, band dưới mở ra này. Đấy, có thể nó sẽ tiếp tục chạy anh chị nhá. Đây là cổ phiếu đang rất là mạnh, đang rất là mạnh. Đó, thì anh chị có hàng tiếp tục nắm. Còn hôm nay nó tăng thì nói chung anh chị mua thì mọi người mua thì hơi với, nhưng mà xét về cái dư địa ở trong trung hạn ấy thì Nam trao đổi với anh chị là con này mình kỳ vọng nó về quanh cái vùng giá 24 25.
ở trên này cơ, cái cản của nó đây này. Đấy, còn xa hơn ấy là cái vùng giá 29-30, cái vùng đỉnh cũ của nó tại thời điểm tháng 9. Tức là cái dư địa của nó vẫn còn rất là nhiều, và cái nền gốc, cả cái nền gốc tạo đáy của nó là quanh vùng này. Anh chị thấy là nó mới đi lên được một khúc thôi. Mọi người cứ nghĩ nó tăng nhiều, nhưng mà từ cái vùng nền gốc, từ vùng đỉnh nhá, nó đi lên đến thời điểm hiện tại bây giờ nó mới có được 30% thôi. Mà anh chị hình dung là tất cả những cái quá trình mà nó tạo đáy, nó đi lên, nó chạy ấy. Anh chị nhìn này, ví dụ từ đây này, đúng không? Từ đây, từ 15 anh chị thấy nó chạy đến tít cái vùng trên này cơ mà. Đấy, tít trên này. Đó, từ cái vùng tạo đáy này anh chị thấy nó bứt thoát, nó chạy này. Cái nền này, nó chạy này. Chị thấy không nào? Nó chạy kinh như này, còn đây nó gọi là nhú lên thôi. Thì cái mục tiêu của nó Nam nghĩ là vẫn còn rất là xa anh chị nhá. Thì chỉ cần thị trường nó rung lắc thôi, mọi người cứ nhặt, đừng có sợ. Con này là một con mà có dòng tiền và rất là mạnh anh chị nhá. Và cá nhân Nam cũng là người cầm con này. Nam đã chia sẻ với anh chị rất nhiều. Cái phiên này là phiên mình bán này. Phiên này là phiên khi mà nó thủng qua vùng giá 19.5, Nam chặn lãi ra, đúng không? Anh chị nào ở trong Zoom thì mọi người sẽ biết là Nam đã chặn lãi con đất xanh từ cái nhịp trước. Đây này, Nam mở lại cho anh chị cái phiên mày ngày 18 tháng 8 nhé. Ngày 18 tháng 8 đây này. Đây, anh chị thấy không? Điểm chặn lãi này, tất cả đất xanh này, hoa sen này. Đấy là cái phiên ngày 18 tháng 8 gần như là một cái phiên mà Zoom của Nam chốt lời và chặn lãi rất là nhiều. Bởi vì là mình đánh theo trend anh chị ạ. Nó gãy thì mình phải chặn lãi ra. Nhưng mà sau đấy thì mình đã mua lại ở đây anh chị nhá. Cá nhân mình người là người mua lại vùng giá 18, đúng cái phiên mà nó hoảng loạn nhất, mua lại thì đến thời điểm hiện tại bây giờ vẫn cầm nhá. Thì đấy là cổ phiếu đất xanh. Đấy, mình mua lại thì hiện tại là cái list danh sách thì sâu cho anh chị rồi. Ở đây đúng không? Đất xanh này, đó, Đích này, Novaland. Đấy, thật ra trước đấy là Zoom của Nam có cả Phát Đạt nữa, nhưng mà cái nhịp này mua lại ấy, thì Nam không mua Phát Đạt anh chị. Thì Phát Đạt nó ở các cái nền giá khá là cao rồi, cho nên là mình không mua lại Phát Đạt. Nhưng mà ba con đất xanh, Đích và Novaland đều bắt lại hết anh chị nhá. Đó, ok, đây là đất xanh nhá. Rồi tiếp theo Đích này. Đích thì hôm trước anh chị nhìn thấy không ạ? À, chỗ này thì thật ra nói thật với anh chị là Nam muốn nó cân bằng dưới vùng này lâu hơn, để nó bật lên nó giống như cái đoạn này này. Nó bật lên thì cái xung lực nó mạnh, nhưng mà nó bật lên luôn thì anh chị hình dung là đến lên đến đây thì nó phải cần tích lũy ở đây nhá. Nó cần tích lũy thì mọi người mua lại cái vùng giá 24 rồi thì mọi người cứ nắm thôi, đừng có sợ nhá. Đó. Đấy thì bây giờ mọi người cứ yên tâm nắm và chờ nó test lại để mua thôi. Ví dụ con này nó test lại vùng giá 26. Đấy, 26.x nhỏ là anh chị có thể cân nhắc lấy được rồi nhá. Đấy, cái dư địa của nó vẫn còn anh chị này. Đấy, cái mục tiêu của nó nhá, trước mắt này giống như con đất xanh này. Đấy, nó là quanh cái vùng giá này. Quanh cái vùng này 30 đến 35 nhá. Vùng giá 3x. Đấy, tức là cái dư địa của nó vẫn còn anh chị ạ. Anh chị thấy là cái vùng đỉnh cũ của nó tuốt ở bên này cơ mà, tuốt ở cái vùng tháng 9 này, nó rơi rất là sâu. Tức là cái nhóm bất động sản Nam trao đổi với chị là hiện tại nếu mà xét về mặt định giá thì nó hấp dẫn hơn nhóm chứng khoán rất là nhiều. Nó là cái nhóm mà bị tổn thương rất là nhiều từ các cái vấn đề liên quan đến trái phiếu. Thì hiện tại bây giờ anh chị thấy là ngân hàng nhà nước rồi chính phủ đang có những nhịp gỡ rối từ cái thông tư 06. Thì hôm qua khi mà cái thông tư 06 nó ngưng thi hành một số các cái điều khoản ấy, thì Nam cũng đã phân tích cho anh chị đấy là những cái điều khoản mà nếu mà nó được triển khai thì nó sẽ là những cái điều khoản gây khó dễ cho các cái doanh nghiệp nó tiếp cận nguồn vốn mà bây giờ nó tạm ngừng triển khai. Thì tức là nó có thêm cái thời gian và có thêm không gian cho các cái doanh nghiệp người ta tiếp cận đến các cái dòng vốn nhá. Thì đấy là các cái thông tin tích cực, và cái nhóm được hưởng lợi vẫn là nhóm bất động sản. Thì anh chị thấy là trong hai phiên trở lại đây nó đều tăng rất là tốt nhá. Thì đối với cả cổ phiếu Đích thì em nghĩ là mọi người đã mua được rồi. Hôm trước thì chúng ta đã bắt đáy rồi, thì bây giờ mọi người chờ thì sẽ có cái điểm mua số 2 trong tuần sau. Thậm chí là nếu như con này nó có test lại nhá, nó có test lại cái vùng giá 25.x đi chăng nữa, đúng không? Nó có như này đi chăng nữa thì nó sẽ tạo ra các điểm mua mới, nó rất là đẹp nhá. Đấy là Đích này. Rồi chúng ta có Novaland. Novaland thì hôm nay nó bị rơi ngược trở lại cái vùng giá 19. Đấy, tuy nhiên là hiện tại mọi người hình dung đây nó mới chỉ là nhịp 1 thôi. Cái hướng đi của nó thì Nam đã vẽ cho anh chị rồi. Nó sẽ cái kiểu như này anh chị nhá. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái mẫu hình nếu mà chuẩn nhá, nó sẽ tạo ra cái kiểu mẫu hình cờ tam giác ở đây. Nhá, nó sẽ kiểu nó giống như con Phát Đạt đợt trước ấy. Thì tí nữa Nam sẽ mở con Phát Đạt cho anh chị xem nhá. Nó sẽ tạo ra kiểu như này. Đấy, thì nếu mà chuẩn thì nó sẽ test về vùng này này. Hồi lên các kiểu xong đi lên nhá. Thì nó giống như con PDR ở đây này. Đây. Thì đấy này. Nó giống cái đoạn này của PDR này anh chị nhá. Đấy, sau cái nhịp 1 này, rơi xuống này, hồi test này, test nó đi lên, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cái điểm mua số 2 khi mà nó break out khỏi cái vùng mẫu hình tích lũy ở đây. Còn hiện tại bây giờ nó đang là cái vùng mua gom. Tức là các nhà đầu tư chủ động ấy là người ta sẽ đi mua gom anh chị nhá. Mua gom. Anh chị thấy không ạ? Cái mô hình tam giác này. Đấy, bắt đầu nó bứt thoát ra một phát. Phía này phía sau nó bật trần thì đây là phiên mua. Nhá. Được không nào? Thì con Novaland sau này nó sẽ như con Phát Đạt giống cái đoạn này thôi. Thì mọi người cứ chú ý lại nhá. Kiểu gì nó test lại. Nó test lại thì mọi người mua.
Ví dụ như con này mà nó test lại vùng 18 thì mọi người cứ nhặt thôi nhá, cứ test lại mọi người nhặt, yên tâm nhá. Rồi đấy là bất động sản này. Chúng ta có nhóm chứng khoán thì có SSI thì bây giờ đang rất là khỏe, nhưng mà phải nói với anh chị là để mua thì nào trao đổi với anh chị là không mua được nhá. Thì phiên này thì trao đổi với anh chị, đây là phiên mà anh chị có thể mua được này. Thì phiên thứ ba thì cái anh chị mua cao một chút được, vì anh chị thấy là nó các cái kiếm nó phóng lên rồi, bên trên bên dưới nó mở ra nhá, dòng tiền vào đấy, đủ điều kiện để anh chị mua. Thì hiện tại bây giờ người cầm thôi, chứ còn mua theo thì không, em nghĩ là không mua được đâu. Còn cầm để chờ các cái điểm chốt lời thôi anh chị nhá, cầm để chờ chốt lời. Cái vùng mục tiêu của nó trong cái nhịp này thì Nam đang kỳ vọng cái vùng giá tầm 34-35 là cái vùng mục tiêu của SSI. Còn anh chị mua thì Nam sẽ không khuyến nghị nữa nhá, con này thì chắc là không khuyến nghị nữa đâu anh chị nhá. Rồi chúng ta có VCI đó. VCI thì hôm nay nó tăng lên, nhưng mà trao đổi với chị đây không phải điểm mua anh chị ạ. Con này nó tăng lên kiểu gì nó sẽ phải có những cái nhịp nó test lại cái vùng mây này đấy, nó test lại cái vùng mây này, có mây đỡ thì mọi người mua nhá. Thì quanh cái vùng giá 42.x sẽ là cái vùng mà tuần sau nếu có chị có thể mua. Rồi hôm nay chúng ta có cổ phiếu CTS này. CTS hôm trước bắt ở đây, chị thấy bắt kinh không? Bắt đúng cái dao găm luôn à, bắt đúng cái dao găm luôn. Thì hiện tại bây giờ nó đang gặp cái đường 12-10 ở đây là cản, thì về đây mọi người mua đuổi ở đây thì kiểu gì mọi người cũng sẽ bị nó test trả lại đấy. Do vậy cho nên là mọi người mua đuổi thì không được đâu nhá. Nó test lại cái vùng đáy này quanh vùng giá 24 thì mọi người cân nhắc tham gia nhá. Rồi đấy là CTS à, ok đấy là nhóm chứng khoán này. À, bây giờ chúng ta sẽ sang nhóm thép anh chị nhé. Thì trước khi sang nhóm thép thì anh chị nào đang theo dõi cái video ngày hôm nay, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh. Anh chị cần tìm một người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư thì có thể về với đội của Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS. Thì cuối tuần mọi người gửi căn cước công dân thì Nam sẽ nhắn các cái bạn trợ lý cuối tuần mở giúp cho các anh chị để tuần sau mọi người giao dịch luôn anh chị nhé. Còn anh chị mà có tài khoản rồi thì có thể chuyển ID về Nam quản lý bằng cách đăng nhập vào app này, bấm vào cái avatar này, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào ba dấu tích này, bấm xác nhận, sau đó vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo cái số điện thoại trên góc phải màn hình, thì Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị vào trong các cái zoom khách hàng để cùng đồng hành và đầu tư anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi nhóm thép chúng ta có Hoa Sen. Anh chị thấy đây cũng là cổ phiếu mà hiện tại mình vẫn đang nắm anh chị nhé. Mình là cái người mua tận dưới này, bán ở đây. Đấy, cái điểm chặn lãi thì vừa nãy cũng bật cho anh chị rồi, thôi mình không bật lại nữa nhé. Thì bán ở đây khi mà nó bị gãy kênh, đúng không? Hôm đấy chúng ta cũng chặn lãi con HSG ở cái vùng giá 19.5. Đấy, nó bị gãy qua vùng này là mình chặn lãi ở đây. Tức là chúng ta mua dưới này thì đã mua lại ở cái vùng giá 17.5 rồi anh chị nhá. Thì bây giờ nó đang cân bằng này, 1 2 3 4 5 phiên cân bằng ở đây với thanh khoản thấp. Thì với cái thanh khoản thấp như này ấy, thì Nam trao đổi với anh chị là mình khá là yên tâm. Với thanh khoản thấp ở cái vùng này ở ngay bên dưới chúng ta có một cái dao găm đỡ. Rồi kiếm thì bắt đầu từ thứ tư bắt đầu tách rồi. Thì kể cả nó có giảm về đây thì bây giờ về đây là anh chị múc luôn, đừng có lo sợ gì cả anh chị nhá. Đó, thì chúng ta sẽ đánh cái nhịp sau. Còn nếu như mà nó cứ siết chặt biên độ ở đây thì nó không giảm thì càng tốt, chúng ta cầm hàng chúng ta đỡ bị nó rung lắc đúng không. Còn anh chị nào muốn mua ấy thì nếu như nó siết chặt biên độ ở đây tiếp tục cái thanh khoản nó thấp xuống nhá, anh chị dùng là tất cả những cái cú đi lên của nó đều bắt đầu từ những cái pha thanh khoản thấp này, thanh khoản thấp này mọi người thấy không đấy. Thì đây là những cái thời điểm mà thanh khoản thấp thì anh chị lo sợ mọi người chưa dám mua, nhưng mà những cái nhà đầu tư chủ động người ta sẽ mua ở đây anh chị nhá. Trao đổi với chị, nhà đầu tư chủ động người ta sẽ mua ở đây, chỉ cần nó nhúng xuống một phát với cái vùng giá 18.x mà x nhỏ thôi, mọi người mua luôn giúp Nam, chưa cần phải về đến vùng giá 17 đâu, mua gom dần thôi. Thì sau đấy nó sẽ có một phiên đánh pullback trở ngược lại, nó đánh phủ nhận như cây này này, đâu đó khoảng tầm 25 triệu cổ phiếu trở lên thì nó sẽ đạt anh chị nhá. Nó giống như đây là một cái phiên giảm xuống này, sau đó đánh một cây phủ nhận đi lên thì đây sẽ là điểm mua. Thì anh chị hình dung là khi những con này nó đi ngang ở đây mà nó bùng nổ đi lên, tức là nó siết chặt biên độ nó bùng nổ đi lên cùng với thị trường ấy, thì đấy nó sẽ là điểm mua anh chị nhá. Điểm mua anh chị đánh full tỷ trọng, đánh cả margin cũng được nhá. Đấy, phần Nam phải lưu ý cho chị là bởi vì khi thị trường nó đã xác nhận nó điều chỉnh xong rồi thì nó sẽ không điều chỉnh nữa. Mà Nam trao đổi với chị là có hai thời điểm chúng ta mua tốt nhất. Một đấy là thời điểm khi mà thị trường bắt đầu xuất phát đi lên từ cái thời điểm tháng 4, mà cái thời điểm đấy Nam đã chia sẻ với chị rất là nhiều là giảm là cơ hội đúng không, anh em trong câu lạc bộ cũng chia sẻ với chị. Rồi thời điểm thứ hai để chúng ta đánh lớn đấy là thời điểm sau một cái cú điều chỉnh lớn của thị trường. Thì đây là cái cú điều chỉnh lớn, thị trường tăng 200 điểm trong vòng tầm 4 tháng và điều chỉnh 100 điểm thì tức là cái biên độ giảm của nó tương đối là đủ rồi. Thì khi mà thị trường nó bắt đầu nó xác nhận đi lên, bùng nổ đi lên, các cổ phiếu nó bùng nổ theo thị trường thì đấy là cái thời điểm gia tăng, anh chị có thể dùng margin luôn nhá. Ok chưa nào? Thì đấy là Hoa Sen nhá. Nhá, cái vùng này nhá, nó sẽ có hai cái kiểu kịch bản. Một ấy là nó sẽ cân bằng, nó đi ngang ở đây với thanh khoản thấp thì mọi người cứ 18.x mọi người nhặt. Hai là nó rũ một nhịp về cái vùng giá tầm dưới 18 thì đấy cũng là cơ hội cho anh chị nhặt. Ok không nào? Nhá. Ok, đấy là Hoa Sen, Nam Kim tương tự. Nhá, nó về đến cái vùng hỗ trợ này, thanh khoản thấp này, thì ở đây nó nói thật với anh chị là mình cảm thấy khá là an toàn. Kể cả nó có đạp phát về 17 mọi người mua luôn nhá.
Ở cái đoạn này nói thật với anh chị là từ 18.x, 18 về đến 17.x nó chả đáng bao nhiêu phần trăm cả. Kể cả anh chị mua từ cái đoạn này cũng được. Nó đạp mọi người mua thêm, gom dần. Đúng không nào? Nhá. Đấy thì do vậy cho nên là mọi người đừng có sợ quá, đừng có sợ quá về thị trường. Kể cả đang nắm giữ đừng có nghĩ 1 2 like, đừng nghĩ 1 2 phần trăm là gì. Mọi người chấp cho nó chỉnh về đây đi. Sau đó nó vẫn lên cơ mà. Về đây rồi nó lại bật lên thôi. Thì kể cả anh chị đang cầm hàng mọi người muốn bán để mua lại đúng không, nhưng mà biết đâu nó không chỉnh mà nó chỉ siết biên độ đi ngang rồi nó bùng nổ lên một cái, mọi người chậm một hai phiên nó bùng nổ nổ lên cái là mọi người lại phải mua lại trên này, có phải nó mệt không, đúng không? Do vậy cho nên là đang nghĩ cái đoạn này thì mọi người mà bán thì mọi người phải bán khi nó gãy kênh. Hôm trước con Nam Kim này Nam cũng đặt chặn lãi cho anh chị là 19.8 ấy, nó gãy kênh này là mọi người bán ở đây và về đây là về là cái vùng mua rồi, tức là mua phải có chiến lược mua và bán có chiến lược bán, đúng không? Đây là chiến lược bán thì nó thủng anh chị bán và về đây mọi người mua chứ. Giờ về đây mọi người hỏi bán thì Nam nghĩ là nó hơi muộn nhá. Thì đấy nó sẽ có hai kịch bản giống con Nam Kim, à giống con Hoa Sen, một là cân bằng ở đây rồi, nó sẽ có một cây đánh break đi lên, gọi là cây đánh pullback đúng không? Quay trở lại. Đó, phủ nhận đi cây này với thanh khoản áp đảo. Hai là nó test lại đáy đây rồi nó sẽ bật lên nhá. Ok, thì đấy là Nam Kim Hòa Phát này. HPG này, anh chị thấy là con này nó cũng bị gãy qua cái vùng nền ở đây. Đúng không ạ? Gãy qua vùng nền hỗ trợ thủng. Thì đây là cái lúc mà chúng ta phải bán, lúc nó thủng qua vùng giá 27. Có chậm nhất là 27. Và hôm đấy Nam đặt cho anh chị cái điểm stop loss, điểm chặn lãi là 27.5 ấy. Tuy nhiên là chúng ta vẫn bị kẹp bởi vì là có cái hôm mà chúng ta mua gia tăng ở một cái cây này quanh cái vùng giá 28 thì hàng nó chưa kịp về, thì bây giờ chúng ta vẫn đang âm anh chị nhá. Nói chung là âm thì mình sẽ nói với chị là âm. Tuy nhiên ấy, con này ấy anh chị thấy được rằng là hiện tại nó đang có cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng giá 25. Thì nếu như mà nó nhúng về 25 thì hôm trước Nam cũng khuyến nghị cho anh chị mua 25 ấy, nhưng mà nó mới về 25.1 thôi thì khả năng các anh chị chưa khớp được đúng không? Thì đối với vùng này nếu như nó cân bằng ở đây nhá và nó bật trở lại, nó vượt được vùng giá 27 thì ok, còn nếu như nó test lại thì nó cũng sẽ có điểm mua cho anh chị để bánh bật lên. Ok, thì đấy là Hòa Phát nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sang một cái nhóm nữa là nhóm bán lẻ. Bán lẻ cũng là cái nhóm hôm trước FRT chúng ta bắt ở 68 đúng không ạ? Bắt đầu 68 thì bây giờ hàng về cũng lãi mười mấy phần trăm rồi. Thì về đây anh chị nào muốn chốt ngắn hạn thì chốt. Còn về cơ bản anh chị mới bắt 50% thì nó lên đây khả năng nó sẽ có nhịp test lại 74, 75 ở đây thì chúng ta sẽ mua lại ở 74, 75 nhé. Và đánh cái nhịp đi lên được không nào? Thì đấy là FRT. Rồi chúng ta có MWG này. Đấy, MWG thì hơi yếu hơn một chút nhé, hơi yếu một chút, khả năng nó sẽ có những cái nhịp nó test lại cái vùng giá 49, 49 nhé. Nó test lại 49 thì lúc ấy nó test lại cái thanh khoản thấp thì chúng ta sẽ cân nhắc để tham gia. DGW thì hôm trước mình cũng hơi tiếc con này, là mình đặt khuyến nghị cho các anh chị ở vùng giá 47, 46, 47 nhưng mà nó về đến 48 thôi. Thì bây giờ nó bật rồi thì khả năng con này nhá, tuần sau nó sẽ có những cái cú nó test lại cái vùng giá 51 nhá. Thì đây nó sẽ là cái cơ hội để cho anh chị có thể mua nếu như thị trường nó có rung lắc, nó test về đây, nó bật lên thì nó bò theo đám mây đi lên thì là tuyệt vời. Chị nhá. Ok, thì đấy là các cái nhóm ngành mà Nam đang đánh giá cao nhất. Chúng ta có nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản, nhóm thép và nhóm bán lẻ anh chị nhé. Theo cái thứ tự thì Nam đánh giá bất động sản cao nhất, chứng khoán, rồi đến bán lẻ, rồi đến thép anh chị nhé. Đấy là cái thứ tự. Và bây giờ Nam sẽ phân tích thêm một cái nhóm ngành nữa, đấy là nhóm đầu tư công anh chị nhé. Anh chị đang tham gia cái video ngày hôm nay, anh chị chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe nhớ subscribe ủng hộ cho kênh. Anh chị cần tìm một người đồng hành thì nhớ về với đội của Nam nhé. Thì cuối tuần gửi căn cước công dân thì Nam sẽ nhắn các cái bạn trợ lý mở giúp cho anh chị các cái tài khoản VPS số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn nếu như mà anh chị đã có tài khoản rồi, mọi người có thể chuyển ID về Nam quản lý bằng cách đăng nhập vào app này, bấm vào cái avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID là R808, ra họ tên của Nam là Nguyễn Ngọc Nam, tích vào ba dấu tích này, bấm xác nhận, sau đó vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo cái số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ cho anh chị vào trong các cái zoom khách hàng để mọi người chủ động hơn, để tuần sau chúng ta cùng nhau đi săn anh chị nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi chúng ta có cổ phiếu đầu tư công, đầu tiên phải nói đến là VCG. Anh chị thấy được rằng là đây là một cái phiên bootstrap của nó. Anh chị thấy trên chart tuần nhá, đây là cái cản tuần 27.7 mà trao đổi với anh chị, đây là cái giao cong cực kỳ cứng. Mà anh chị mua ở đây thì phải nói với anh chị là nó rất là mệt anh chị nhá. Thứ nhất là break, mặc dù break nhưng mà nó gần giao găm. Nó gần giao găm tuần thì nó rất dễ là một cái phiên bull trap. Thì anh chị thấy là hôm nay phiên bull trap với thanh khoản lớn thì với cái phiên này hoàn toàn có thể con này ấy, nó sẽ điều chỉnh về lại cái vùng giá tầm 23, 24 là bình thường. Anh chị nhá, đừng có coi thường. Tức là các cổ phiếu đầu tư công khác ví dụ như là LCG nó đã rũ bỏ rồi. Đúng không? Nó rũ rồi. Rồi chúng ta có HHV, nó rũ rồi. Đấy, tức là nó rũ trước, còn con VCG này nó chỉ đợi tin ra để nó phân phối nốt thôi. Hôm nay tin ra cái nó phân phối nốt thì hoàn toàn có thể nhá. Thì hôm sau nó thủng qua vùng giá 25.5 là nó về lại cái vùng giá 24 là bình thường nhá. Thì về đây sẽ là vùng mua đẹp cho các anh chị đầu tư con này. Bởi vì là cái câu chuyện của đầu tư công Nam trao đổi với chị là nó vẫn còn cực kỳ nhiều.
Hôm nay anh chị thấy năm nay chúng ta thấy là 700.000 tỷ kế hoạch giải ngân đầu tư công, năm sau chúng ta hoàn toàn có thể thấy các cái gói đâu đó tầm 800.000, 900.000, thậm chí là 1 triệu tỷ. Bởi vì là cái gói giải ngân đầu tư công chung và dài hạn của chúng ta là 2,8 triệu tỷ từ năm 2021 đến năm 2025 cơ. Tức là nó vẫn còn rất là nhiều. Ngoài ra ấy thì hiện tại bây giờ với cái tình hình về cái kinh tế xã hội nó đang kém, đúng không? Thì kiểu gì giải ngân đầu tư công nó sẽ là một trong những cái công cụ của chính sách tài khóa mà ngân hàng mà chính phủ sẽ tận dụng một cách triệt để nhá, triệt để có thể là hỗ trợ cho hồi phục nền kinh tế. Do vậy cho nên là cái câu chuyện của đầu tư công vẫn còn dài. Quan trọng ấy là mọi người mua ở đâu thôi. Thì hãy chờ con VCG này ở cái vùng giá tầm 24 nhá. Ok, chúng ta có LCG. LCG thì anh chị thấy các cổ phiếu này nó rút bỏ rồi thì khả năng nó sẽ cân bằng ở đây. Nói chung là nhóm đầu tư công ấy là cái nhóm mà Nam cũng đánh giá cao. Nhưng mà chưa phải bây giờ. Đây là cái vùng rũ bỏ nhá, nó sẽ rũ bỏ đây và khi nào nó quay trở lại thì lúc đấy chúng ta tham gia. Nó cân bằng được nhá, rũ bỏ là có khả năng cân bằng lại và tăng lên chứ không phải 100% tăng. Do vậy cho nên là cái đoạn này mọi người sẽ phải chờ khi nào mà nó bắt đầu tạo đáy, một đáy, hai đáy, ba đáy rồi bắt đầu nó có một cái phiên xác nhận đi lên thì đấy sẽ là thời điểm mọi người đánh cực kỳ đẹp. Ví dụ như cái đoạn này này. Đấy thì đây là những cái phiên xác nhận này anh chị này. Đây là rũ bỏ này, xác nhận thì anh chị đánh cái đoạn sau này nó sẽ cực kỳ an toàn. Rồi HHV cũng thế này. Đấy nó kiểu Nam vẽ cho anh chị rồi. Hồi lên này test lại này. Rồi bắt đầu có những cái phiên xác nhận đi lên vượt break vượt lại cái vùng giá 15 thì đấy sẽ là những cái phiên mà xác nhận để dòng tiền vào và chúng ta tham gia nhá. Rồi chúng ta có FCN cũng thế, nói chung là đầu tư công nó gãy hết anh chị ạ, gãy hết và cái con VCG nó chưa gãy bởi vì là nó chờ thông tin ra để nó phân phối nốt thôi. Nó đơn giản chỉ là như vậy thôi nhá. Rồi chúng ta có C4G cũng đã điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh thì đây là các cái vùng mà đầu tư chủ động anh chị có thể gom dần nhá. Đấy, con này thì đây vẫn là một cái mẫu hình lớn tạo đáy của nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ tăng thôi nhá. Ok cả nhà thì Nam xin phép dừng cái video ngày hôm nay ở đây. Anh chị chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe nhớ subscribe ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị có một cái buổi chiều cuối tuần vui vẻ, buổi tuần cuối tuần thì nghỉ ngơi anh chị nhé, chuẩn bị sức khỏe để tuần sau chúng ta chiến đấu tiếp. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ và an lành bên người thân. Anh chị nào muốn mở tài khoản số đẹp thì gửi cho Nam cái căn cước công dân nhé, thì cuối tuần Nam sẽ tranh thủ mở giúp cho các anh chị. Muốn chuyển ID thì đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar ở đây, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra họ tên của Nam và Nguyễn Ngọc Nam, tích vào ba dấu tích này, bấm xác nhận, sau đó vào phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình, thì Nam sẽ hỗ trợ cho các anh chị vào trong các cái zoom khách hàng để chúng ta cùng nhau đồng hành và cùng nhau đi săn trong thời gian tới và cùng nhau đánh cái nhịp sóng tuyệt vời từ nay cho đến cuối năm anh chị nhé. Ok, xin chào các anh chị. Một lần nữa cảm ơn các anh chị. Chúc anh chị vui vẻ. Chúc anh chị cuối tuần tốt lành anh chị nhé. Bye bye, xin chào mọi người.